hướng dẫn đặt phòng khách sạn trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Đăng nhập ứng dụng Vietinbank iPay Mobile trong mục du lịch và vận chuyển, chọn tính năng đặt phòng khách sạn. Tìm kiếm theo tên khách sạn hoặc điểm đến. Sau đó chọn ngày đặt và ngày trả phòng. Tiếp theo, chọn số phòng và số khách lưu trú. Và ấn tìm kiếm. Lựa chọn khách sạn theo nhu cầu. Sau đó chọn loại phòng phù hợp. Kiểm tra kỹ thông tin đặt phòng. Sau đó chọn hoặc nhập mã giảm giá và xác nhận thanh toán. Đặt phòng khách sạn ngập tràn ưu đãi trên Vietinbank iPay Mobile.